Họ nói là em so fast, họ gọi em là player. Họ xếp hàng dài mấy mét, gặp em đâu đó trong bờ. Không cần nhìn em cũng cuốn, body nóng hổi như là pizza. Ai mà nhìn em không muốn, ăn đứt mấy câu được gọi là diva. Em nói hồi nhỏ thích uống trà sữa, nhưng lớn xíu nữa em thích XO. Hồi đó xài VND, bao năm trưởng thành giờ chỉ thích đô. Em thích con nhà phú hộ, iPhone mới nhất siêu xe Lambo. Em cũng thích có người hộ tống khi phố lên đèn để được lên đầu. Đánh thêm tí mascara, nhìn em chán lệ như mascara. Em mang nét đẹp chủ nghĩa vì có dòng máu gốc Việt là Nga. Em khiến bao nhiêu người thích, ôi anh nói thật chứ anh không điêu. Anh đây thì có ba bích để anh đi trước vì em so real. 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 Yeah. Thường ngồi chung năm cùng với cậu cả, cầm euro và bên trên cầu thả. Khi em nói em thích thú gì, nhưng xin lỗi cậu chỉ toàn đô la Mỹ. Đêm nay cậu chỉ thích nhìn em bay. Đêm nay cậu không thích em bên ai. Đêm nay cậu biết chú cho em say. Đêm nay cậu là hết cho hai em. Cậu đây không phải là đại gia, nhưng ông già cậu tên là đại tá. Chạy con xe biển số ngoài giao, xin mời chú nào thích cái đồng vào. Nhà mặt tiền đường hoa huyền hoại, góc yêu quơ là một nơi chuyển ghệ. Và trong đây nghe cậu kể chuyện, vài ba ly ta bắt đầu chuyển hệ. Em đứt từ mình dây, muốn lập công thì bước vào đây. Tôi thanh xuân sau cứ ngày hào, những chuỗi ngày ngồi đấy sau khay. Ở trong em như một đó hoa bất tử, không ai lấy cứ để đấy cậu cất giữ. Vào buổi sáng em là học sinh chuyên cần, nhưng đến tối khi lên ba là nhìn em căng liền. Lít 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 lít. It's A-V-I-M-D.